Xin được gửi lời chào thân ái đến quý vị cùng với chúng tôi qua SBTN bầu cử 2024. Và đây là một trong những cái show truyền hình chúng tôi muốn gửi đến quý vị trước khi chuẩn bị quý vị chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mùng 5 tháng 3 tới đây đó là ngày bầu cử sơ bộ ở tại toàn California. Và chúng tôi cũng không quên mời một người khách quý của chúng tôi trong kỳ bầu cử đó là bà thượng nghị sĩ Janet Nguyen. Xin gửi lời chào đến bà trong cái chương trình ngày hôm nay. Dạ, yeah, uh, xin kính chào anh Đồng Trọng và xin kính chào quý vị khán giả. Thưa bà thượng nghị sĩ, như vậy kể từ lúc bà tuyên bố sẽ trở lại quận Cam với chức vụ giám sát viên, kể từ khi bà có mặt với tất cả các cử tri ở trong khu vực này, bà có thể chia sẻ những cái ngày tháng đó với khán thính giả chúng tôi trong cái kỳ tranh cử này thưa như thế nào thưa bà thượng nghị sĩ? Dạ yeah, thưa thưa anh đồng chồng và thưa quý vị. Uh, thưa quý vị, rất là hân hạnh cho Jen là tại đúng lúc mà văn phòng của Jen đó hay là chúng tôi đã tới tận nhà của quý vị gõ cửa đó, uh, văn phòng đã gõ gõ cửa với lại gọi hơn mấy chục ngàn Uh, nhà, gõ cửa, and hơn mấy chục ngàn phone call để cho trong 4 năm tháng rồi thưa quý vị và rất là hân hạnh đó là mỗi lần mà quý vị gặp Janet hay là gặp một người ở trong văn phòng của nên một người volunteer đó, uh, quý vị rất là vui vẻ và quý vị nói, oh đừng có lo chúng tôi đã ủng hộ cô, cô Janet Nguyễn từ hồi mấy chục năm, mười mấy, mấy năm rồi rồi so, không có lúc nào mà gia đình của chúng tôi mà không có ủng hộ bà hết rồi uh, so, kêu bà đừng có lo và uh, uh... thưa anh, một cái mà Janet lo bây giờ đó là thưa quý vị À, quý vị đã cũng thấy trong mấy tuần qua đó có những cái um, đấu thủ uh, của bên bên nhóm của ông um, bố già văn trần đó, nhóm um, chính trị um, của um, của cộng đồng của chúng ta đó trong nhóm đó, đó thưa quý vị đã vu khống bìa chuyện và chụp mũ che rất là nhiều và một cái mà chúng tôi đang nghe đó là quý vị bây giờ là đây muốn cho quý vị nản không có muốn đi bỏ phiếu wow. và Uh, quý vị đây muốn là làm màu mù để cho quý vị không có muốn đi bỏ phía cho ai hết á xin quý vị đừng có nản và giúp cho chè đó là chúng tôi biết cái là quý vị mỗi lần bầu cử đó, quý vị cũng biết đó, uh, mấy cái biểu chuyện này á, em cái đó you know, mà sự thật á, tại sao không cho nói hai năm về trước 10 năm về trước 15 năm về trước thưa quý vị mà mỗi lần bầu cử nó có thêm biểu chuyện một cái mới hay chụp mũ hay là vua khống chè đó Xong chúng tôi mong là quý vị biết là cái phiếu của quý vị rất là quan trọng và chúng tôi mong đó là quý vị năm tay tháng 3 này còn chỉ mấy ngày nữa thôi Janice xin quý vị đi ra bỏ phiếu đừng có nản là tại tương lai của cộng đồng chúng ta đó tương lai cho hai chục năm của quận cam của hội đồng giám sát đó, nằm trong tay của cử tri của địa hạt một và trong tay đó là mỗi quý vị đã đang nhằm cái phiếu đó và cái thẩm dò của hội đồng của văn phòng bầu cử đó, chỉ có được chỉ có 11% một ừ. phần trăm trở về thôi uh, so quý vị địa hạt này có hơn 300.000 người cử tri ghi danh đi bầu và chỉ có gần chỉ bốn mươi mấy ngàn người để đi bỏ phiếu thôi so ừ. far so chúng tôi mong là quý vị uh, đừng có nghe gì mấy cái lời vu khống hay mấy cái lời bịa chuyện đó vậy quý vị hãy nhờ coi hai chục năm qua cái thành quả của Chen cái lòng thương yêu của người Việt Nam chúng ta, cái lòng thương yêu mà muốn giữ gìn cái văn hóa tiếng Việt của chúng ta và đem tiền về lại cho địa hạt với đó là một người giám sát viên hay một người thường nghệ sĩ hay một người dân biểu hay là mấy cái du lực đạo luật thưa quý vị hỗ uh, hội trợ y tế văn phòng phục vụ cộng đồng văn văn thưa quý vị quý vị đã thấy cái thành thành quả đó rồi và cái kinh nghiệm của Chen quý vị biết Chen quý vị tin tưởng cho Chen quý vị đã cho Chen cái câu hỏi đó thì Janet mong quý vị giúp cho Chen một lần nữa cho Chen trở về lại quận Cam để cho mình tiếp tục phục vụ cho cộng đồng và tiếp tục đem quyền lợi về cho cộng đồng và địa hạt thưa quý vị. Vâng như vậy là bà Thiền Nghị Sĩ hôm nay trước những cái ngày kề cần chúng ta đi bầu bà muốn gửi một cái message đến cho cái cộng đồng người Việt chúng ta hiểu rằng là trong một cái hai thập kỷ vừa qua tất nhiên là gần 20 năm Janet Nguyễn đã có tên ở khắp nơi từ một người nghị viên cho đến người giám sát viên cho đến thượng nghị sĩ rồi dân biểu rồi bây giờ thượng nghị sĩ và bây giờ trở lại thì quý vị cái điều cần thiết nhất là quý vị phải sử dụng lá phiếu của quý vị vào ngày mùng 5 tháng 3 tới đây. À, đó là cái điều mà bà thượng nghị sĩ muốn gửi đến quý vị. Lẽ nhiên trong một cái cuộc tranh cử nào thì có những cái vấn đề negative, tiêu cực, tích cực nhưng mà họ vu khống hay là gì thì chắc quý vị theo như lời bà thượng nghị sĩ nói thì quý vị đã thấy bà trong hoạt động trong 20 năm qua như thế nào. Bởi thế bà bà luôn luôn đón nhận được cái sự tiếp đãi, cái sự gọi là ủng hộ của nhiều cử tri đủ thú mọi thành phần và bà tin tưởng rằng ngày thứ ba tới đây quý vị cũng sẽ làm như những gì mà bà quý vị đã làm trong quá khứ với bà thượng nghị sĩ. Nhưng mà có một điều tôi muốn hỏi bà thượng nghị sĩ. Gần đây tất cả những thành viên của đảng cộng hòa ở đây thì phần lớn bà có thể chia sẻ ai là người đã ủng hộ bà trong cái thời gian vừa qua? Dạ, yeah, uh, thưa anh và thưa quý vị, uh, chúng tôi sẽ cho quý vị coi biết cái danh sách và quý vị phải coi lại là tại sao mấy người này ủng hộ cho Janet là nó nói lên là Janet đã làm việc được không phải chỉ cho uh, để cộng đồng của chúng ta đề hạt của chúng ta và cho tiểu bang Cali luôn thưa quý vị là các vị cái hiệp hội uh, các đảng đồ vân vân tin tưởng cho Janet là người duy nhất mà tê ủng hộ để cho đi cho hội đồng giám sát và trước hết thưa anh và thưa quý vị uh, đảng cộng hòa của tiểu bang quận cam và các nguyên cái hiệp hội của đảng cộng hòa đó đã, đã ủng hộ cho Janet. hết. So mình nói là California Republican Party nè, Orange County Republican Party, California Republican Assembly, the Lincoln Club, Orange County Young Republican, the California Young Republican, the vân vân nhiều lắm thưa quý vị. Nguyên cái hội đồng của đảng cộng hòa đã chính thức ủng hộ chỉ có một ứng cử viên thôi cho hội đồng giám sát và cái đó là chúng tôi là Janet Nguyễn và tiếp tục tiếp thế Tiếp thêm mới thưa quý vị, hiệp hội cảnh sát quận Cam và hiệp hội cảnh sát của các thành phố đã cũng ủng hộ cho Chen từ là hiệp hội cảnh sát của um, quận Cam là Deputy um, Sheriff uh, Association of Deputy Sheriffs of Orange County nè um, các uh, cảnh sát của thành phố là như thành phố Fountain Valley này, thành phố Garden Grove này, thành phố Cypress thành phố La Palma, thành phố vân vân thưa quý vị. Cảnh sát hiệp hội của cảnh sát trong địa hạt của chúng ta trong quận cam đã ủng hộ cho Janet và OC Cops cũng là cũng một cái, cái hiệp hội của cảnh sát hết nguyên của quận cam luôn và um, hội um, của cứu cứu hỏa của hội của, của, của quận cam cũng ủng hộ cho Janet và hiệp hội chống chống thuế thưa quý vị um, có hai hiệp hội rất là lớn ở trong một cái tiểu bang Cali và một cái ở trong quận cam một á, là cái tiểu bang California nó kêu bằng Howard Jarvis Taxpayer's Association. Đây là một cái hội hội mà uh, người dân á, mà chống thuế á, follow. Đây là cái người mà chống thuế đất và nhà cửa, thưa quý vị. So đây rất là mạnh ở trong tiểu bang California, sau um, so đây cũng ủng hộ cho Janet và ở trong quận cam đó nó có một cái hội hi hiệp hội nó kêu bằng là Orange County Taxpayers Association là cái hiệp hội mà um, bảo vệ cho um, cư dân và cho cái người dân mà bỏ thuế, họ so they always chống thuế um, cho nguyên cái quận cam cũng ủng hộ chúng tôi và thưa quý vị 90% của thành phố của trong địa hạt một với từ thành phố la palma, cyprus, los alamitos, rosmore, seal beach, hunt beach, westminster, midway city và 90% của thành phố carlunqua với thưa quý vị các vị nghị viên thị trưởng mà trong đảng Cộng hòa đó 90% đã ủng hộ cho chúng tôi, ừ. thưa quý vị. À. Và một cái mà rất là hân hạnh cho Janet là một cái rất là lớn là nhà báo của cộng đồng bản xứ ở quận Cam, đó, nhà báo lớn nhất o cũng đã ủng hộ cho Janet chỉ là một người để chỉ ủng hộ, thưa quý vị. Và so, chúng tôi mong là quý vị thấy là không phải là chỉ có Janet là một người nói là Janet là người tốt. Các vị hiệp hội này á không phải là đơn giản mà được cái ủng hộ của nguyên cái đảng hay nguyên cái cảnh sát trưởng hay là cứu quả hay là chống thuế hay là nhà báo. So quý vị không thấy đó? từ đảng, cảnh sát, nhà báo vân vân đã đứng lên trong năm người ứng cử viên á đã ủng hộ cho Janet Nguyễn. Và quý vị cũng nãy chúng tôi cũng nói, đối thủ của Janet, thưa quý vị nói là Janet không có được cái ủng hộ của đảng Cộng hòa cái đó. Không có sự thật, thưa quý vị. cho yeah. Cái đó là một cái mà nó đây chỉ muốn một lần nữa chỉ mạo mù để cho quý vị không có biết được cái gì là sự thật hay là cái gì không hết. Đó. Yeah. Quý vị có quyền lên trên mạng của Janet ở trong cái website nó để hết mấy cái người mà hay là hiệp hội đó đã đang ủng hộ cho Janet Nguyễn. Thì chúng tôi mong là quý vị coi lại và nói lên đó là cái sự uh, tự hào của chúng ta là người Mỹ gốc Việt đó, có một người ứng cử viên như Janet đó, đã được các vị ở trong cộng đồng bản xứ đó, từ mỗi nơi nào cũng được khách, mỗi nơi và mỗi hiệp hội khác riêng nhau đó, đã ủng hộ cho Janet nhưng mà có một điều chúng tôi cũng muốn chia sẻ và chắc là muốn nghe bà nói là chúng tôi biết vào năm 2020 khi cuộc tranh cử chức vụ tổng thống thì tôi có nói chuyện với cô Michelle một trong những thành viên của MAGA cô đã tổ chức những cái buổi mà gọi là uh, liên hoan ủng hộ gây quỹ cho ứng cử viên Donald Trump thì tôi có hỏi ông thế thì tất cả những gọi là những vị dân cử ở đây có người nào mà có thể nó tích cực cùng việc với bà, bà cho biết rằng là bà đã gửi Michel đã gửi thư mời đến tất cả nhưng không có ai hồi đáp chỉ có một mình là uh, thường nghị sĩ là có trả lời là vì bà bệnh việc thì nó không có thể tới được cái dự cái buổi liên hoan đó, cái quỹ đó nhưng mà bà cũng hy vọng rằng là cái buổi này mang lại cái thành quả tốt đẹp thì chính Michel cũng ngay cái chỗ ngồi ở đây này Michel cũng nói cho tôi biết như vậy thế thì bà nghĩ rằng có những cái sự kiện gì nó khác hẳn mà người ta nói rằng là ô ông trung thế này thế nọ thế kia thì có có không thưa bà yeah, thưa, thưa, thưa anh và thưa quý vị uh, một cái bên đấu thủ của Chen nói là ông ta là được ủng hộ của ông tổng thống uh, uh, ông president yeah, trump, trump cái đó không có sự thật thưa quý và vị chắc là chúng muốn nghe nói nhiều hơn vâng cái thưa quý vị quý vị đang cùng với chúng tôi qua bầu cử 2024 và ngày thứ ba tới đây là ngày mùng 5 tháng 3. quý vị nên đi bầu hoặc là quý vị nên gửi đến tất cả các phiếu để chúng ta có một cái số lượng cử tri người Mỹ, Việt chúng ta tham dự quý vị đang cùng với chúng tôi qua bầu cử 2024 và chúng tôi trả lại quý vị trong giải lan Cảm ơn quý vị vẫn cùng với chúng tôi qua SBTN bầu cử 2024 và là cái người khách mời trong cái chương trình mà tranh cử cuối cùng của một cái thời gian dài mấy tháng vừa qua đó là bà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn. À, chắc là quý vị cũng đã biết trong cái quá trình hoạt động trên 20 năm qua từ một người trẻ tuổi tham gia vào dòng chính với chức vụ nghị viên của thành phố Garden Grove rồi kế đến là bà là một trong những vị giám sát viên mà có thể nói qua những cái quá trình chúng ta thấy bà có mặt ở khắp nơi ngay cả những cái vấn đề mà tôi còn nhớ mãi ở trên Dana Point tôi có phỏng vấn và ở trong cái thời kỳ bà là giám sát viên với cái lúc đó thì ông nguyễn minh triết là chủ tịch của cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam đến có mặt ở tại quận cam và tôi thấy những cái sự việc từ chỗ đó cho đến cái lúc bà trở thành một trong những người khai phá ra một cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng ở đây cũng ra mang lại nhiều cái thành quả tốt cho cái cộng đồng người Việt chúng ta có điều kiện cơ hội gặp gỡ để trao đổi những cái thắc mắc. Và sau đó thì bà lại được tín nhiệm của cử tri đi đến vào cái chức vụ là thượng nghị sĩ ở tại một cái đơn vị bà là người Việt Nam đầu tiên có cái chức vụ thượng nghị sĩ tại tiểu bang California. Và sau đó thì bà cũng trở thành một dân biểu à, và bà lại trở lại thương nghị sĩ và bây giờ thì lại châu về hợp phố bà lại trở về quần cam thế thì bà tôi không muốn nói những cái chuyện tiêu cực nữa tôi muốn nói những cái chuyện tích cực trong tương lai bà sẽ cố gắng giúp gì cho những cái người việt khi bà có mặt ở trong cái hội đồng giám sát này thưa bà thưa nghị sĩ dạ yeah, thưa anh và thưa quý vị um, quý vị đã cho trên cái hơi cái um, hơn um cho ra đến cái câu hỏi để làm một người giám sát viên từ hồi 2007 tới 2014 thưa quý vị và chúng tôi đã biết về cái danh sách và biết về là cái việc làm của một người giám sát viên và quận cam thưa quý đồng hương à, và sau so, quý vị biết là chúng tôi mà được có câu hỏi một lần nữa trở về lại hội đồng giám sát đó, chúng tôi sẽ làm việc ngay ngày đầu tiên không có cần phải đợi tới một năm tới hai năm để phải học hỏi và phải hiểu biết về cái danh sách của quận cam và cái cơ quan nào rồi cơ quan này rồi cơ quan này rồi cơ quan, rồi, cơ quan nọ à, vân vân thưa quý vị so, chúng tôi mong uh, so, thưa quý vị cái việc làm mà chúng tôi muốn làm liền á là là này một là mình phải đem lại cái văn phòng phục vụ cộng đồng đầu tiên thưa quý vị văn phòng phục vụ cộng đồng hay cái văn phòng văn phòng nào á bữa nay bữa, có của quận cam đó, không có ai tới hết thưa quý vị quý vị đã cũng biết đó và quý vị đã từ nào mà Jen đi chợ hay là đi ở nhà hàng hay đi ở ngoài cộng đồng á, quý vị tới cho Jen nó nói trời ơi thưa thượng nghị sĩ ơi, cái hội cái văn phòng phục vụ cộng đồng hồi xưa của của của, của cô á rất là tốt và mấy người làm ở trong đó rất là hiền và giúp cho chúng tôi thông dịch hay là từ cái chuyện nhỏ tới chuyện lớn à, vân vân và cái hai năm cuối cùng á thưa quý vị mỗi năm đó đó là hơn 26.000 người tới văn phòng đó để được giúp và chúng tôi mong là chúng tôi mình phải đem lại cái văn phòng đó có nhân viên làm việc cho quý vị hiền và có cái lòng muốn giúp người dân thưa quý vị mình mình đem lại mấy cái cơ quan á, của quận á, đem lại mỗi mỗi người làm ở trong mấy cái cơ quan đó tới văn phòng đó luôn thưa quý vị quý vị cũng nhớ lúc đó đó có social service yeah, cũng có một người đó healthcare cũng có một người đó y tế vân vân có sẽ có người ở trong cái văn phòng đó rằng một lần nữa thưa quý vị để cho mình giúp cho quý vị liền không có đợi phải gọi đây hay gọi đó so, chúng tôi mong là mình đem lại cái văn phòng phục vụ cộng đồng của Janet Nguyễn trở về lại cho quý vị đồng hương thứ nhì mình phải xây dựng trung tâm văn hóa và mà mình phải có một cái viện, bào, viện bảo viện tạc. viện, bảo tàng viện bảo tàng cho cộng đồng chúng ta khu vực tứ đất sài gòn của mình ở quận cam á thưa quý vị là cái khu vực có nhiều người Mỹ gốc Việt và nhiều người Mỹ, người Việt Nam tị nạn cộng sản ở khu vực của mình mà tại sao mình không có một cái trung tâm Việt Nam Việt văn hóa và một cái biện bảo quản, quyền bảo tàng cho cộng đồng chúng ta mình phải có cái đó thành quận ở Santa Clara, San Jose đã có rồi tại sao quận Cam mình không có Rồi so chúng tôi hứa với quý vị mình sẽ coi lại cái danh sách của quận cam coi lại cái tiền ở đâu coi lại ở quận có cái đất ở đâu coi lại thành phố có đất ở đâu mình phải mình quận mà không có có đất thì mình phải kiếm đất ở mấy cái thành phố và cho thành phố cái tiền đó thưa quý vị mình phải làm cái việc đó cho cộng đồng chúng ta cho cái văn hóa giữ lại cái văn hóa và lịch sử của người việt nam để cho con em của chúng ta tương lai ấy, nhớ lại tại sao ông bà đã đem con của mình tới nước tự do hy sinh gấp hy sinh bao nhiêu để cho đem đứa con tới ở nước một tự do và thứ nhì thưa quý vị mình phải dạch hết so, dạy hết mấy cái danh sách của quận cam danh sách đó mà người nào mà nhận được tiền của quận cam người nào mà nhận được một cái contract của quận cam người đó đó có kinh nghiệm không người đó đó có làm việc đúng theo mà cái cái contract của quận cam không tại sao cái người đó có cái contract đó tại vì cái người đó có kinh nghiệm hay là người đó mới mở một cái hiệp một cái một cái non profit và cho được 13 13.5 triệu đô la. Thưa quý vị, quý vị cũng biết đó là ông giám sát viên Andrew Dow đã cho con gái của ông mở một cái một cái non profit chưa được chỉ 2 3 năm một đứa con gái 22 tuổi đang còn đi đại học ở UC Irvine được 13.5 triệu đô la của quận Cam. Và chúng tôi chúng tôi hứa với quý vị chúng tôi sẽ đi vô trong quận cam coi lại cái danh sách đó không có một người ứng cử viên nào mà hứa được cái đó hết đó thưa quý vị ông bố già là tránh văn phòng của ông giám sát viên Andrew Đỗ Văn Trần á đã không sẽ làm như vậy thưa quý vị quý vị biết tại sao là tại hai người hợp tác nhau và sau chúng tôi mong với quý vị coi lại 13.5 triệu đô la thưa quý vị làm được cái gì cho cư dân một quý vị nào á mà cần tiền emergency ấy, mà để trả cho tiền nhà của quý vị tháng này đi. Tại sao trong 13 triệu đô la đó không cho quý vị? Wow. Hay là quý vị nghĩ coi 13 triệu đô la đó thì quý vị nào các vị cao niên á mà cần có người giúp cho quý vị kiếm cho quý vị nhà. Tới nhà quý vị lo cho quý vị coi thử quý vị có cần cái gì không? Ừ. Tại sao mình không có lấy cái 13 triệu đó để giúp cho quý đồng hương tại sao phải cho một đứa 22 tuổi là tại vì cái đó là cái bè phái cái đó là cái tham nhũng mà mình không có chấp nhận được thưa quý vị và thứ the next one đó thưa quý vị chúng tôi mong đó, là chúng tôi sẽ trở lại quận cam coi lại quận cam có cái tiền gì để cho mình giúp cái dụ housing ừ. section 8 đó thưa quý vị cái danh sách đó, đó 10, 15 năm, 20 năm lần. Các vị cao niên không có đợi được 10 năm, không có đợi được 5 năm nữa thưa quý vị tại sao cái 13 triệu đô la đó không có cho các giày housing voucher thưa quý vị quý vị thấy không chúng tôi nói về cái 13.5 triệu đô la đó để cho quý vị hiểu là tại sao mà 13 triệu đó đó mua được gần tới 7, 8, 9, 10 căn nhà ở quận Cam lần tại sao cho một đứa 22 tuổi là con gái của ông giám sát viên Andrew Đỗ chung với lại ông tránh văn phòng văn trận So chúng tôi mong là quý vị coi lại, mình phải coi lại làm sao giúp cho người dân, làm sao giúp cho quý vị. Housing rất là khó khăn right now, mướn hay là đi mua cũng vậy. So mình phải có đó là, quý vị cũng biết quận Cam không có nhiều đất đâu. Đất là của thành phố. So mình phải coi lại thành phố sẽ xây dựng mấy căn nhà quận có tiền để cho các thành phố, giúp cho thành phố để giúp cho nó kêu bằng affordable housing. Yes. So mình phải giúp cho thành phố, giúp cho quý vị. Và the next thưa quý vị, các quý vị vô gia cư, homeless ở quận Cam. Quận Cam, á, thưa anh và thưa quý vị, có một cơ quan, một cơ quan thôi nha, của quận Cam. Á, cái budget của cơ quan đó là hơn một tỷ đô la một năm lần mm. để giúp cho <laughs> các vị homeless và mental health. Mm. Và quý vị thấy coi, trong mấy năm qua đó đúng mà Jane đã bỏ đi á càng ngày á số của homeless đó, của quận cam nó càng ngày nó lên và tiền á càng ngày quận cam nhận thêm nhiều tiền hơn ừ. mỗi năm từ tiểu bang, Và đền không có giúp được cái gì cho các vị homeless đó. và quý vị cũng thấy đó, chợ của mình á hay là nhà hàng á hay là thương mại của quý vị có người homeless ngồi đó quý vị không có làm được cái gì hết á mình đâu, có nhiều người muốn vô trong chợ của quý vị nữa đâu phải không so mình phải làm mọi cách để đem tiền lại cho các thành phố because mỗi thành phố á cần cái tiền để xài certain things để tay giúp cho mấy người homeless quận cam á không phải là một cái cái cơ quan để làm được cái việc đó cái mình có tiền mình phải đưa lại cho các thành phố để cho các thành phố đó giúp cho quận cam giúp cho mấy người homeless thưa quý vị so, rất là nhiều việc chúng tôi muốn làm và chúng tôi muốn mong muốn là quý vị cho Janet cái câu hỏi đó If bữa nay mà quý vị nghe Janet và quý vị chưa được chưa nhận được phiếu hay mắc phiếu mm. hay uh, quý vị thấy là ô oh, tôi bây giờ muốn trở về lại bỏ phiếu cho Janet Nguyễn muốn đổi phiếu của quý vị á, hay là cần đưa đón quý vị tới phòng phiếu từ đây tới năm tây tháng 3, 8 giờ tối năm tây tháng 3 thưa quý vị. Janet xin quý vị giúp cho Janet gọi văn phòng của Janet số điện thoại là 714 786 8800 714 786 8800 giúp cho Janet đi bỏ phiếu cho Janet cái câu hỏi một lần nữa trở về quận Cam và chỉ có hai lập trường thôi thưa quý vị. Một lập trường á là băng đảng chính trị của ông bố già, tránh văn phòng, băng trần và giám sát viên Andrew Đỗ, tham nhũng, bè phái, hâm dọ, vân vân Hay là cái lập trường đó, thưa quý vị, là của Janet Nguyễn. À. Làm độc lập, thương cộng đồng, thương yêu người dân là tiếp tục cho cái thành quả đó cho quý vị. Quý vị giúp cho chúng tôi, cho chúng tôi biết cái lập trường quý vị muốn cho cộng vâng. đồng trong 20 năm tới đây là ra sao? Vâng, cảm ơn bà Thượng nghị sĩ với những cái thời giờ quý báo bà đến đây và chia sẻ và khi bà cho tôi biết lại số điện thoại 714 786, 786 8800. 8800 đó là cái số mà quý vị có thể liên lạc với bà giám bà có thể nói tin giám tin giám sát viên à, cảm ơn bà đã đến với chương trình của chúng tôi <laughs> trong những thời gian vừa qua và kính thưa quý vị điều quan trọng chúng ta cần phải đi bầu vào ngày mùng 5 tháng 3 tới đây Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và hy vọng rằng ngày thứ tư, sáng thứ tư sau khi bầu cử, chúng tôi sẽ thấy hình ảnh của bà Giang Nguyễn, tân giám sát viên địa hạt 1 có mặt trong chương trình của chúng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày thứ tư.